inventory này, thì cái quan trọng nhất của inventory đấy là phải biết được là nên giữ bao nhiêu inventory đấy, nên giữ nhiều hay giữ ít. Thì cái vấn đề ở đây nhá, đấy là tức là phải giữ một cái khoản vừa đủ ý để vừa đáp ứng được cái việc bán hàng mà lại không ứ đọng nhiều quá, tại vì là ứ đọng nhiều thì nó sinh ra các khoản chi phí khác nhau ý. Cụ thể hơn nhá, nếu mà mình giữ nhiều inventory quá này thì cái chi phí lưu trữ nó sẽ tăng lên, cái storage cost tăng lên, nó dẫn đến những cái khoản mất mát liên quan đến cái việc là inventory nó bị hỏng, hư hỏng hoặc là nó bị cũ đi đấy, nó bị lỗi thời đi, obsolescence đấy là cũ đi, lỗi thời, damage là bị hư hỏng nhá. Đấy, tức là bây giờ nếu mình giữ nhiều inventory quá thì nó sẽ ứ ra đấy, chi phí để chứa nó tăng này, xong rồi nó bị cũ, bị hỏng đi và khả năng cao là mình không bán được nữa, khi đấy thì liquidity của mình nó sẽ giảm đi đấy nhá. Đấy là nếu mà mình giữ quá nhiều inventory. Còn nếu mình giữ ít quá ấy, nếu mình có quá ít inventory thì nó lại ảnh hưởng đến cái việc bán hàng của mình. Tuy nhiên là khách hàng tự dưng mua mà mình lại hết hàng chẳng hạn. Đấy, thì đấy là một cái vấn đề. Cho nên là không được có quá nhiều và không được có quá ít, mà phải tìm được cái mức phù hợp. Rồi. Tiếp theo là slide tiếp theo nhá, thì họ nói lên ba cái động cơ, ba cái lý do mà tại sao một công ty họ lại giữ inventory. Đấy. Thì có ba lý do này. Một cái đầu tiên là transaction motive, thì cái này rất đơn giản, một công ty giữ inventory là để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày đấy, đơn giản thế thôi. Cái thứ hai, lý do thứ hai là precautionary motive, thì có nghĩa là công ty đấy giữ inventory bởi vì sợ là sẽ bị hết hàng ấy, không sợ bị thiếu hàng, khách hàng mua mà không có ấy. Đấy, tức là sợ những cái rủi ro đấy xảy ra là precautionary. Còn cái lý do thứ ba là speculative motive, thì cái này có nghĩa là công ty đấy họ sẽ giữ inventory để cho là trong tương lai nếu mà giá nó có tăng lên thì công ty đấy vẫn có inventory để bán đi. Thì trong tương lai giá nó tăng lên thì có thể công ty đấy sẽ phải mua với giá đắt hơn đúng không? Mua ở bên ngoài, mua supplier với giá đắt hơn. Cho nên là giờ mua trước đi để sợ là trong tương lai giá nó tăng ý. Đấy thì là speculative. Rồi, thế thôi. Rồi, đến slide tiếp theo này, vẫn là về inventory. Thì như lúc nãy mình có nói, đấy là cái quan trọng nhất, đấy là phải biết được là mình cần giữ bao nhiêu inventory đúng không? Đấy, thì họ nghĩ ra rất nhiều cái cách để tính, rất nhiều cái model khác nhau. Thì trong sách họ nêu ra hai cái model, hai cái phương pháp dùng để tính xem là có bao nhiêu inventory là đủ ý. Thì hai phương pháp này, một cái nó gọi là economic order quantity này, một cái gọi là just in time. Thì hai cái này nó là liên quan đến kinh tế nhiều hơn, và ở đây thì mọi người không cần phải biết kỹ lắm nó là cái gì nhá, mình sẽ cho mọi người biết là định nghĩa là gì thôi đấy, còn lại mọi người không cần là phải biết tính toán hay là cái gì cụ thể hết đấy, chỉ cần biết định nghĩa là cái gì thôi. Thì đầu tiên nhá là cái economic order quantity này, thì cái này thì mục tiêu của phương pháp này sẽ là tìm ra một cái mức inventory mà nó làm giảm tối đa cái ordering cost và holding cost. Ordering cost thì là như kiểu là cái chi phí dùng để order ấy, để mua cái inventory đấy về. Đấy. Còn holding cost là cái chi phí lưu trữ ấy, dùng để chứa cái inventory đấy. Thì họ sẽ tìm cách tìm một cái mức độ inventory tối ưu nào đấy khiến cho hai cái cost đấy nó trở nên nhỏ nhất. Đấy, cộng hai cái đấy vào thành cái mức min. Thế thôi. Còn cái loại thứ hai là just in time. Thì just in time ở đây thì mục tiêu của cái phương của cái cách thứ hai này là họ tìm cách để khiến cho inventory càng thấp càng tốt để làm giảm cái carrying cost là cái chi phí lưu trữ đi. Đấy, thế họ muốn là càng ít càng tốt nhá, nhưng mà vẫn phải có đủ để bán hàng. Đấy, họ muốn làm cho nó giảm nhiều hết mức đi. Thì ở cái phương pháp này thì cái inventory mà cần là bao nhiêu ấy, thì thường là sẽ phải dựa vào những cái thông tin trong quá khứ, những cái nhu cầu của khách hàng trong quá khứ đấy, historical demand. Ví dụ giả sử như là đấy, tháng 12 năm ngoái thì mình thấy là khách hàng cần từng ngày món đồ thôi, cho nên là mình sẽ giữ inventory ở cái mức tầm như thế để bán vừa đủ đi, nói chung là làm giảm cái inventory thấp nhất có thể nhưng mà vẫn bán được hàng đi. Đấy, cần just in time.
nghĩa là có inventory kiểu just in time, là có đúng kịp lúc để bán chứ không phải là dự thừa ra. Đấy thì cái từ just in time cũng nghe như thế. Đấy thế thôi, có hai cái điều nghĩa như thế thôi, mọi người chỉ cần hiểu như thế này. Còn cái slide cuối cùng về inventory thì chẳng có gì đặc biệt cả. Họ bảo là có hai cái chỉ số dùng để đánh giá cái chất lượng của inventory. Đấy là inventory turnover, chẳng năm vừa đây sự inventory. Hai cái này thì đã nói quá nhiều lần rồi. Đấy, nói ở lúc đầu giờ, nói ở môn extra rồi. Nhưng là đây không gì đặc biệt cả. Đấy, để bỏ qua.